Song Hye Kyo đáp trả cực thâm khi Song Joong Ki lên chức bố, chồng cũ bị chửi tan nát vì điều này. Vào tối 14 tháng 6 vừa qua, Song Joong Ki hạnh phúc thông báo tin vui với tất cả mọi người khi vợ chồng anh đã chính thức đón con đầu lòng chào đời. Đó là một bé trai và nam diễn viên đang rất hạnh phúc và biết ơn với những gì mình có được. Đúng thời điểm này, phía vợ cũ của Song Joong Ki là Song Hye Kyo cũng có động thái. Theo đó, trên trang Instagram của mình, Song Hye Kyo đã đăng tải loạt hình ảnh khoe sắc trong bộ sưu tập mới của thương hiệu thời trang cao cấp mà cô làm đại diện. Trong loạt hình này, Song Hye Kyo đẹp tỏa sáng ở mọi góc mặt. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời của nữ diễn viên cũng cho thấy tâm trạng tốt ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi cô được dành thời gian cho công việc. Có thể thấy việc Song Joong Ki có tin vui vô tình khiến Song Hye Kyo cũng bị quan tâm lây. Chủ đề Bad Ending của Song Hye Kyo Song Joong Ki lên hot search trên Weibo ngay sau khi nam diễn viên công khai hỷ sự. Nhiều người bình luận về hôn nhân đã vỡ của cặp nghệ sĩ, tiếc cho Song Hye Kyo vì hôn nhân đứt gánh. Đặc biệt những khán giả từng hâm mộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, tác phẩm Song Hye Kyo và Song Joong Ki đóng chính cũng là phim xa duyên cho hai người, nói câu chuyện tình kết đẹp trên phim nhưng Bad Ending ngoài đời thật. Bên cạnh bộ phận lớn khán giả chúc phúc cho vợ chồng Song Joong Ki vì hôn nhân viên mãn, con cái đề huề, một số người vẫn khăng khăng chỉ trích nam diễn viên sớm thay lòng đổi dạ. Một bình luận viết, ly hôn được 3 tháng đã quen vợ hiện tại, lại sinh con sớm như vậy. Người hâm mộ Song Joong Ki chắc giờ đây không còn gì để gột rửa. Sao có thể quen người khác nhanh như vậy? Song Hye Kyo thực sự đã quá thiệt thòi, bị mắng mỏ bấy lâu nay và bị hủy hoại bởi cuộc hôn nhân sai lầm. Một ý kiến khác chỉ ra nguyên nhân dẫn đến cái kết buồn của hôn nhân Song Hye Kyo Song Joong Ki. Tôi cảm thấy lý do Song Song ngày đó ly hôn là vì Song Joong Ki chỉ muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường, sớm sinh con cái, trong khi Song Hye Kyo đề cao sự nghiệp, không muốn sinh con, do đó cô ấy chủ động chia tay. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã sai mục đích. Rất nhiều khán giả bất bình với việc Song Hye Kyo bị kéo vào câu chuyện không còn liên quan đến mình. Một ý kiến nói không cần phải thương vay khóc mướn cho cuộc hôn nhân đã cũ, vì hiện cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều rất hạnh phúc với lựa chọn của họ. Song Joong Ki hiện có tổ ấm mới, trong khi Song Hye Kyo đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, được khán giả yêu mến chúc mừng. Quả thật là vậy, sau khi ly hôn và trở lại màn ảnh nhỏ, Song Hye Kyo gây tranh cãi về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên mới đây với bộ phim The Glory, vợ cũ Song Joong Ki đã chứng minh được khả năng diễn xuất cũng như phong độ minh tinh của mình. Cô vẫn là ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhan sắc Song Hye Kyo vẫn là tường thành của K-pop khi có không ít lần Song Hye Kyo hiện diện như nữ thần tỏa sáng trên thảm đỏ của các sự kiện quốc tế. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn được giới chuyên môn công nhận về diễn xuất khi cách đây không lâu, Song Hye Kyo đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Busan 2023 và trở thành nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất ở thời điểm hiện tại. Song Hye Kyo với những gì đạt được cũng đã chứng minh bản thân là người phụ nữ quyến rũ quyền lực dù cho không thuộc về ai. Một bình luận khác nhận nhiều ủng hộ của khán giả. Song Joong Ki đã bước sang giai đoạn mới của cuộc đời, Song Hye Kyo cũng đang nỗ lực phát triển sự nghiệp, điều đó là tốt đẹp nhất, không cần tiếc nuối cho chuyện tình dang dở. Một fan Song Hye Kyo viết, luôn có một số kẻ lợi dụng hot search để tung tin đồn nhằm bôi xấu Song Hye Kyo, đã 4 năm rồi không quên được sao, đón nhận một cuộc sống mới không tốt sao. Trước những ồn ào, Song Hye Kyo im lặng, cô hiện tập trung cho công việc diễn xuất. Thống kê của truyền thông Hàn cho hay, Song Hye Kyo là nữ hoàng cát xê phim truyền hình Hàn Quốc. Một cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy, nữ diễn viên giành vị trí hàng đầu trong danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình sau thành công của The Glory.